dạy và học của bộ sách Cánh Diều từ lớp 1 đến lớp 12 thì người ta sẽ đặt hết ở trên cái trang này. Ngoài ra tí nữa chúng ta trong quá trình làm việc thì chúng ta sẽ trao đổi thêm là còn một cái nền tảng nữa, đó là chương trình mới.com. Chương trình mới.com là trên đó là chúng tôi và VPIC và công ty VPIC thì có đặt những cái dữ liệu về học liệu điện tử, một phần về sách điện tử, còn lại là học liệu điện tử. Cái không thế, xin thưa các thầy cô là như vậy, bởi vì những tận dụng những cái nền tảng này là rất là tốt, nó giúp cho chúng ta đỡ công sức rất nhiều. Thầy gọi nguyên cái chuyện mà chúng ta không phải lưu cái sách giấy, không phải lưu những cái tài liệu giấy là đã đỡ bao nhiêu công sức rồi. Đấy. Toán 4 thì vẫn được chia làm hai tập, vẫn được chia làm hai tập, tập 1 và tập 2. Tổng cộng lại là gồm 96 bài, 96 bài tất cả. Thì con số này là nhiều lúc rồi tôi cũng hay quên. Vâng, tổng cộng lại là 96 bài. Thời lượng cho chúng ta trong cả năm thì vẫn là 5 tiết một tuần nhân với 35 tuần, tức là 175 tiết. 175 tiết, nhưng mà bố trí ở trong sách giáo khoa Toán 4 Cánh Diều ấy thì được bố trí vào 96 bài. Các thầy cô lưu tâm như thế. Vâng. Tập thể tác giả thì vẫn là 5 vị. Tổng chủ biên là giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đức Thái, nguyên là trưởng khoa toán tin của Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện đang là phó chủ tịch Hội Toán học Việt Nam. Và tôi là Đỗ Tiến Đạt. Và người thứ ba là thầy tiến sĩ Nguyễn Hoài Anh, hiện đang là trưởng khoa giáo dục tiểu học của Đại học Sư phạm Đại học Huế. Người thứ tư là cô tiến sĩ Trần Thúy Ngà, là cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Và thứ năm là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Sơn của Hà Nội. Tập thể tác giả không có gì thay đổi từ lớp 1. Đối với bộ sách Cánh Diều môn toán, từ lớp 1 đến lớp 5 là không có gì thay đổi. Về đối tượng sử dụng thì giáo viên và học sinh của dạy và học lớp 4, môn toán lớp 4 trong phạm vi cả nước. Sau đây tôi xin phép được giới thiệu một số nét khái quát nhất đối với lại một điểm mới khái quát nhất để trao đổi thì sẽ có khá nhiều thời gian, nhưng mà tôi xin giới thiệu một số nét khái quát thôi, tập trung vào những điểm như thế này. Thứ nhất là sách giáo khoa là chỉ là cái thể hiện cụ thể của những mục tiêu, những yêu cầu được nêu rõ ở trong chương trình môn toán, chương trình 2018, tức là chương trình mới của chúng ta này, ta gọi là chương trình 2018. Mà ở trong chương trình thì nó quy định rất rõ, và chương trình thì nó chưa được thiết kế dưới dạng từng cái chuẩn, hoặc cái chuẩn đầu ra, nhưng mà tinh thần của chương trình, cái yêu cầu cần đạt là thể hiện dạy cho học sinh những cái gì ở lớp 4. Cốt lõi thôi, cơ bản thiết thực nhất và bảo đảm cái tính hiện đại, khơi gợi cái sự sáng tạo cho học sinh. Thì bảo các thầy cô là như vậy. Một cái đặc điểm nữa là, xin thưa các thầy cô, là cái lớp 4 ấy, thì nó là cái giai đoạn học tập sâu, nó khác với lại giai đoạn lớp 1 đến lớp 3. Lớp 1 đến lớp 3 ảnh hưởng của trực quan rất lớn, nhưng lớp 4 và lớp 5 là bắt đầu lúc này là học sinh được tăng cường mình, cái yêu cầu ấy, đặt ra ấy, là cần phải tăng cường cái khả năng suy luận, cái khả năng tư duy, và cái bắt đầu học sinh tiếp xúc với một vài yếu tố trừu tượng trong toán học.
Thì xin báo cáo các thầy cô là như vậy. Nhưng tuy nhiên, chương trình 2018 và đối với môn toán, đặc biệt là môn toán lớp 4, vẫn phải bảo đảm cái yếu tố đầu tiên là tinh giản, thiết thực và hiện đại. Nói theo ngôn ngữ của chúng ta ở trên lớp ấy, tinh giản nghĩa là phải làm thế nào chọn lựa những nội dung hết sức căn cốt thôi. Đấy. Và bảo đảm là phải giảng. Nếu so một cách cơ học đối với lại chương trình hiện hành, chương trình 2006, tôi lấy một cái ví dụ là đối với lớp 4 mới chúng ta đây, thì cái phần nhân với số có 3 chữ số, chia cho số có 3 chữ số là được để lên lớp 6. Và có thể còn để lớp 6. Những cái chủ đề về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 là cũng được để lên lớp 6. Bởi vì lớp 6 nó kết nối luôn với việc học, với việc tìm bộ chung lớn nhất, bộ chung nhỏ nhất, phân tích một số là số yếu tố, vân vân. Hoặc là toàn bộ những cái yếu tố về tỷ số, các bài toán liên quan đến tỷ số, tỷ lệ bản đồ, người ta chuyển đến lớp 5. Cái tinh thần là như thế, thầy cô. Không chỉ là giảng bài về nội dung, những cái nội dung cụ thể đặt ra ở trong chương trình, mà còn khi vào sách giáo khoa, thì cái tinh thần ấy trong bộ sách Cánh Diều là được tập thể tác giả chúng tôi quán triệt. Tập thể tác giả chúng tôi quán triệt. Không phải là chỉ ở giảng theo tinh thần, theo những cái nội dung đã được quy định trong chương trình đâu, mà khi thiết kế vào từng bài học và lựa chọn hệ thống bài tập là cũng phải bảo đảm cái yếu tố tinh giản và thiết thực. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ, khi đề cập đến các tính chất của phép toán, ví dụ như tính chất của phép cộng, tính chất của phép nhân, thế thì với sách giáo khoa Cánh Diều, môn toán lớp 4 Cánh Diều, thì khi đề cập đến, khi giới thiệu cho học sinh những tính chất của các phép toán đó, theo tinh thần giới thiệu kỹ thuật tính cộng là cộng với số 0, nhân với số 1, cách tính cách nhân, chứ không đặt vấn đề là số 0 trong phép cộng, số 1 trong phép nhân. Hàm cái ý là cung cấp giới thiệu ban đầu những ý tưởng mơ hồ cho học sinh về cấu trúc đại số. Thế cho nên là tôi nhắc lại, cái yếu tố đầu tiên là sách giáo khoa toán 4, bộ sách Cánh Diều đặt ra đấy, phải bám sát những cái yêu cầu cần đạt được nêu trong chương trình. Mà cái yếu tố đầu tiên là làm thế nào để việc lựa chọn nội dung, sắp xếp cấu trúc nội dung, lựa chọn tình huống, lựa chọn bài tập bảo đảm yêu cầu sức tài thiết thực và giảm tải thiết thực. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, xin phép giới thiệu với các thầy cô một cái chuyển hướng chiến lược rất quan trọng đối với chương trình mới, đó là hướng đến việc phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh, tạo cơ hội để phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh. Phẩm chất năng lực chính là nhân cách, chính là cái chân dung, chính là cái hình ảnh con người mà giáo dục và đào tạo chúng ta theo tinh thần nghị quyết 9 hướng đến. Tức là chúng ta phải tạo cơ hội để làm sao phát triển người dạy toán, nhưng làm thế nào để giúp học sinh để hình thành cái nhân cách, giúp học sinh rèn luyện, cung cấp và rèn luyện những cái kỹ năng sống để có thể sống một cách bình thường trong những cái xã hội hiện đại. Vì vậy mà tôi có thể lấy ra một vài ví dụ để các thầy cô thấy cái định hướng ấy nó được quán triệt như thế nào trong bộ sách giáo khoa toán 4, trong sách giáo khoa toán 4, bộ sách Cánh Diều. Cái tinh thần phát triển phẩm chất năng lực, phát triển người, dạy toán mà gắn với là rèn luyện cái kỹ năng sống thì nó thể hiện như thế nào? Cái tinh thần mà thể hiện trong sách giáo khoa toán 4 Cánh Diều nó thể hiện ở chỗ là thế này, các thầy cô này.
mỗi một tình huống, mỗi một bài tập nhỏ thôi, kể cả các khu vực lý thuyết lẫn những bài tập nhỏ mà chúng tôi hướng đến, đó là làm sao mà tạo cơ hội cho học sinh, không phải là chỉ có suy nghĩ để giải quyết từng bài tập cụ thể, từng bài toán học cụ thể, sau đó là đạt đến yêu cầu là giải đúng, giải đầy đủ, thậm chí là giải hết từng bài tập cụ thể, mà là thông qua cái bài tập ấy để hướng đến phát triển được cái thành tố cốt lõi nào trong năm thành tố mà đã được nêu lên trong chương trình. Vì vậy mà tất cả các bài tập chúng tôi cố gắng kết cấu dễ dàng những tình huống càng cực càng tốt, gắn với đời sống học đường, đời sống cá nhân học sinh, những tình huống. Và qua những cái tình huống ấy thì chúng tôi đặt ra những câu hỏi, những gợi ý. ChatGPT cũng là vấn đề là đặt câu hỏi, những gợi ý để sao cho kích thích học sinh suy nghĩ, học sinh lập luận, học sinh biết bảo vệ cái ý kiến của mình, biết phản biện nếu mà mình có ý kiến. Chẳng hạn bây giờ để không, chẳng hạn khi mà với một cái đơn vị kiến thức là hiểu biết về thế nào là số tự nhiên và dãy số tự nhiên, nếu chúng ta chỉ nhắc lại số tự nhiên là gì, dãy số tự nhiên em hiểu như thế nào, thì với những cái câu hỏi trực tiếp như vậy nó không gợi nên cái sự suy nghĩ, kích thích tư duy cho học sinh. Chúng tôi cố gắng đặt ra một cái tình huống mà đòi hỏi học sinh nghĩ những cái câu hỏi theo em nào có câu trả lời đúng thì kích thích học sinh hơn rất nhiều. Thì cách đặt câu hỏi, cách gợi vấn đề là chúng tôi cùng với các thầy cô cố gắng đi trên cái định hướng ấy, đi trên cái định hướng chiến lược ấy. Không thể nói là chúng ta ngay lập tức là chuyển từ cái trạng thái này sang trạng thái kia là nó hoàn hảo, nhưng cái định hướng đi theo hướng đó là cực kỳ quan trọng. Không ra những cái không chú trọng đến những yêu cầu về nội dung kiến thức, mà làm nghề giáo là cái nghề khó nhọc, bao giờ chúng ta quan tâm đến yếu tố ấy. Nhưng bây giờ cố gắng làm sao nhúng nó vào trong những trạng huống đòi hỏi học sinh phải nghĩ, phải lập luận, phải bảo vệ, phải phản biện. Cái điều rất cần, rất quan trọng có thể có đấy. Hoặc là một cái ví dụ thứ hai, xin thưa các thầy cô đấy, thì nếu mà chúng ta chỉ nhắc lại là trong cái sau khi học cái chủ đề này, sau khi học cái học kỳ này thì các em đã được học những đơn vị kiến thức như là, tức là đơn cấu trúc, thì điều đó là không hiệu quả bằng là chúng ta cho tạo điều kiện để học sinh nó có thể trao đổi, nó có thể tương tác với nhau, tương tác càng nói càng nhiều càng tốt. Còn nói mà nghĩ, nói suy nghĩ, dạy nói là rất khó đấy. Thế thì một trong những cái tiêu chí mà của chương trình môn toán là làm thế nào để tạo cơ hội giúp học sinh phát triển cái năng lực giao tiếp toán. Và vì vậy trong sách giáo khoa Khánh Diệu, chúng tôi không đơn thuần là liệt kê những đơn vị kiến thức đơn giản, mà chúng tôi đề nghị các thầy cô là tổ chức cho học sinh nó trao đổi từng cặp, từng nhóm, hoặc là trao đổi chung trên cả lớp, và gợi ý nói cho bạn nghe những điều em đã biết, những điều em đã học được, em đã hiểu được trong cái chủ đề vừa rồi. Các thầy cô nghĩ những cái thành tố đơn giản, những cái thành tố căn bản của năng lực toán học mà đã được nêu trong chương trình thì bao giờ cũng hướng đến là để giúp học sinh cái khả năng, cái năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cái thực tế đời sống hàng ngày của cá nhân học sinh cũng như đời sống học đường là chính. Ví dụ lớp 4 rồi thì chúng tôi cố gắng trong bộ sách kinh nghiệm thì chúng tôi cố gắng đặt ra những tình huống, tất nhiên cái lõi của nó, cái lõi bên trong ấy
vẫn là cái mô hình toán học, vẫn là các phép tính cộng trừ nhân chia, số tự nhiên hay là phân số, nó vẫn là như thế. Cái nền tảng vẫn không có gì là thay đổi nhiều. Nhưng mà những cái đơn vị kiến thức toán ấy, nó phải được đặt vào trong những trạng huống, nó đặt vào trong những tình huống gắn với đời sống thực, gắn với đời sống thực. Tôi lấy ví dụ lớp 4 là lớn rồi, là phải cho học sinh nó tiếp xúc và ở dưới một cái hình thức nào đó, về gì đó, về tiền tệ, về mua bán, về trao đổi, về thu nhập, về chi tiêu, những yếu tố sơ khai của cái giáo dục tài chính. Đấy. Vì vậy mà trong sách giáo khoa toán cánh diều, chúng tôi không ngoài cái mặt, ngoài cái những cái yếu tố về giáo dục tài chính được sắp đặt hình tuyến, tất nhiên là không tập tường minh để học sinh nó tránh cái nặng này. Nhưng chúng tôi có ý thức nhìn ra cái tuyến phát triển nội dung của những cái yếu tố về giáo dục tài chính. Và khi có cơ hội là chúng tôi đang xem vào và thiết kế thành những tình huống. Ví dụ cháu đi cùng mẹ đi vào siêu thị, có cái quá trình mua bán trao đổi và tính tiền, những cái yếu tố là rất quan trọng. Đấy. Thế là tôi xin trao đổi với các thầy cô. Yếu tố thứ hai, ý thứ nhất là vấn đề giao tải, thiết thực, tinh giản, hiện đại. Yếu tố thứ hai là yếu tố phát triển người, rèn kỹ năng sống, bước đầu giúp học sinh rèn kỹ năng sống. Đấy. Ý thứ ba mà bộ sách cánh diều hướng đến là xin thưa các thầy cô, dạy cách học, cách nghĩ, dạy cách học, học cách nghĩ, học cách giải quyết vấn đề. Chúng ta không, tức là chúng tôi quan niệm rằng nếu mà nặng về truyền đạt nội dung, truyền đạt kiến thức thì không khác gì dẫn học sinh ra bãi biển. Nó nhìn thấy từng vỏ sò, từng vỏ, nó lấp lánh và nó đen đó. Nhưng cái quan trọng là cái bóc lại, khi con người được học, con người sáng chữ mà không phải là người mù chữ. Đấy. Thì phải nghĩ học xong rồi đọc lại cái tầng văn hóa, cái tầng trí tuệ của con người ấy. Ví dụ học về chia thì có cái tuyến chia nhầm, có cái tuyến học tính thì có tính nhầm, tính viết, ví dụ như cách chia chẳng hạn. Thì tôi lấy một cái ví dụ về chia viết, thế thì từ lớp 2 là bắt đầu tiếp xúc với chia, lớp 3 là đã có quá trình học cái quá trình chia viết, rồi lớp 4 tất cả một cái chặng 2, 3, 4, 5 như thế. Thế thì khi mà học về chia viết, không phải là chỉ chia số 2 chữ số cho số 1 chữ số, chia số 4 chữ số cho 1 chữ số, chia số 5 chữ số cho 1 chữ số, hay là chia cho số 2 chữ số, không phải là như thế, mà cái đọc lại cái tầng hiểu biết, cái văn hóa toán học mà đọc lại đối với các cháu. Đó là gì nào? Đó là cái kỹ năng chia, cái tiến trình chia. Tiến trình chia. Chia nhân trừ hạ là một này. Rồi sao? Khi nào thì ghép cặp? Ghép cặp hay không ghép cặp? Nếu có chữ số không ở thương thì phải xử lý như thế nào? Đấy. Rồi nếu mà phép tính nó dài, nó không kênh quá thì mình nên thu gọn một. Đấy. Những cái kỹ năng cơ bản đó đã phần nào nói ở lớp 3. Đấy, đã phần nào đề cập đến lớp 3, thì lớp 4 vừa củng cố hoàn thiện, nhưng đồng thời lớp 4 cánh diều, chúng tôi giới thiệu với học sinh và các thầy cô lưu tâm cho thêm hai cái kỹ năng thành phần nữa, đó là kỹ năng ước lượng thương, dự đoán thương và điều chỉnh thương. Mà những cái này là không phải chúng tôi nghĩ ra, những cái này là do cái quá trình trao đổi với các thầy cô ở dưới nhà trường, dưới các trường, không chỉ là các trường thử nghiệm của chúng tôi, thì các thầy cô gợi ý, chính những thầy cô dạy lớp 4 là gợi ý cho chúng tôi cái giải pháp để xử lý một trong những điểm khó
của sách giáo khoa lớp 4. Đấy, dạy cách học, học cách gì, dạy cách giải quyết vấn đề. Kính thưa các thầy cô là như vậy. Khi mà học sinh đã ăn cái điểm thứ tư là khi học sinh đã chuyển về lối học, đúng không ạ? Học theo cái lối tự học, học theo cái lối khám phá phát hiện, thì nhất định thầy cô giáo chúng ta cũng phải có những cái đổi mới về lối dạy, về phương pháp dạy, con đường mà chúng ta ưu tiên, con đường mà chúng ta ưu tiên đó là con đường giúp học sinh tự kiến tạo nên tri thức cho bản thân mình, tự xây đắp nên tri thức cho bản thân mình, và chúng ta là những người giúp đỡ trẻ đi từ cái trình độ hiện tại đến cái trình độ yêu cầu, đúng như Vygotsky nói. Và chúng ta là những người mà hình dung ra toàn bộ cái tiến trình mà trẻ cần phải đi, nhưng đồng thời biết cách phân chia thành từng bậc thang, biết cách để mà xây đắp cái dàn giáo để cho trẻ đi một cách vừa sức. Xây nhà, xây cái cầu thang không phải là dễ. Các thầy cũng còn lạ gì nữa. Ông thợ là ông đi xây bước thấp bước cao, bước thấp bước cao. Đi là rất là cái nhịp thở rất là khó khăn, nhất là những người già như chúng tôi. Đúng không ạ? Cái khéo léo của nghề nghiệp là ở chỗ là phân chia các bậc thang sao cho tinh tế. Đấy là cái. Vì vậy mà cái tiến trình của chúng ta thì các thầy cô cũng đã biết rồi, đã được, thậm chí đã được quy định ở trong công văn 2345 là một cái tiến trình mà đi từ cái nhận thức mà học sinh đang có, giúp học sinh tái hiện, giúp học sinh trải nghiệm, đặc biệt là học mình phải tạo điều kiện để dẫn nhập học sinh từ cái trình độ hiện tại đến bắt đầu thâm nhập vào cái yêu cầu của cái bài học. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Cái thứ hai là mình phải giúp học sinh khám phá phát hiện, khám phá phát hiện, hình thành nên tri thức mới. Sau đó thì mới lại bắt đầu là cái quá trình vận dụng trực tiếp và vận dụng khi không có hướng dẫn gì cả. Đúng không ạ? Cái gì đứa trẻ tập đi, đầu tiên còn phải mình phải tân tranh nó như thế này, đúng không ạ? Thế sau đó nó phải tự đi chứ. Và cuối cùng như tôi đã nói ban đầu, học để làm gì? Học để mà hình thành con người, học để mà có những kỹ năng sống trong một cái xã hội hiện đại. Thì vì vậy phải học, học một tri thức, đồng thời là phải nghĩ đến ứng dụng cái tri thức đó và trong cái đời sống đơn giản hàng ngày thôi. Thì đấy là những ý mà rất là quan trọng có thể không? Cho nên trẻ thì học cách học, đúng không? Học cách học và học cách nghĩ, nghĩ cách học, học cách giải quyết vấn đề. Nhưng người thầy thì phải làm thế nào để giúp trẻ tự xây đắp, tự chiêm nghiệm nên tri thức cho bản thân mình, xây đắp cái dàn giáo, xây đắp cái bậc thang cho trẻ đi dần lên. Đấy là một yếu tố hết sức quan trọng, thầy cô. Một cái điểm nữa là rõ ràng nội dung, cấu trúc mới, phương pháp mới, nhưng phải gắn liền với vấn đề đánh giá, cũng phải đổi mới đến vấn đề đánh giá. Thì như các thầy cô thấy, chúng tôi có những cái bài như là em ôn lại những gì đã học hay là ôn tập trung. Ôn tập trung tôi phải xin phép các thầy cô một vài phút trong cái khoảng thời gian mà giao giữa hai môn. Bởi vì cái dung lượng nó lớn. Đấy. Thế thì những cái bài ấy chính là chúng tôi muốn gửi đến các thầy cô để cùng trao đổi với chúng tôi cái thông điệp, cái tinh thần của đổi mới đánh giá. Tức là mình khi mà mình ra, ví dụ ra một cái bài kiểm tra định kỳ theo cái tinh thần của thông tư 7 thì mình phải hình dung cái ma trận của các câu hỏi, các mức độ của nó. Đấy, từ những cái mức độ đầu tiên là chỉ tái nhận thôi, một lần thôi, tức là đơn cấu trúc, sang đến kết nối nó lại với nhau để cho nó có một cái tranh tổng thể của cái chủ đề ấy, của cái nội dung ấy. Rồi cái việc thứ ba là cái M3 đấy, M1, M2 rồi M3 là biết tập trung. Báo cáo các thầy cô là như thế.
cái tinh thần, cái triết lý của bộ sách Cánh Diều thì như các thầy cũng biết, mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống. Vì vậy, như tôi đã nói ở trên, mỗi một cái tình huống, mỗi một đơn vị kiến thức nhỏ là chúng tôi cố gắng để làm sao cung cấp cho học sinh không chỉ đơn thuần là mô hình toán, không chỉ đơn thuần là tính toán, mà là nó một vài những cái thông tin nó liên quan đến văn hóa, đời sống, sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hoặc là một cái văn hóa của nhân loại. Ví dụ như là cuộc cách mạng công nghiệp chẳng, thì những cái dấu mốc của đó cứ 100 năm thì có, nói chung là xuất hiện một cái cuộc cách mạng và mà nó thay đổi cái phương thức, thay đổi cái phương thức suy nghĩ, thay đổi cái phương thức sản xuất. Đấy. Hoặc là những cái phong trào xây dựng nông thôn mới mà nó đã đạt được những thành tựu cực kỳ quan trọng. Hoặc là một cái trường tiểu học, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học đối với những vùng cao, vùng khó khăn trong quy mô là bao nhiêu học sinh, và trong đó có những cái nhóm tự quản, nhóm ví dụ như tự quản về vệ sinh môi trường vân vân. Đấy. Cuối cùng thì một cái điểm tối đề cuối cùng nhưng mà rất có thể nó góp phần, nó là một cái công cụ đắc lực cho chúng ta, đó là những công cụ, những cái yếu tố về công nghệ, những cái yếu tố đổi mới về thiết bị dạy học. Thì tôi lấy ví dụ ở đây thì các thầy cô thấy ví dụ, bởi vì là sách giấy là nó không đảm nhận được hết tất cả mọi việc đâu, nó phải có cả những cái hệ thống phụ trợ. Đây thì tôi lấy ví dụ các thầy cô thấy sao lại không chạy được tiền. Ba chỗ đi chơi đơn chạy đơn chút. Ví dụ về dạy về số, các số có nhiều chữ số. Cái nguyên tắc của chúng ta là gì? Không chạy nhỉ? Nguyên tắc của chúng ta là gì? Là phải từ số lượng, nhận biết về số lượng để hình thành nên con số. Số là cái khái niệm chỉ trong đầu con người thôi. Và vẫn sao nhớ là phải thử chất, thử máy chất, có thử máy chất. Rồi. Số này thì phải hình thành nên từ cái số lượng, hình thành nên con số. Có đúng thế không ạ? Đấy. Thế thì nếu bây giờ mà các thầy cô lại cứ dùng những cái đồ dùng, những cái vật thật ở trong bộ đồ dùng học tập ấy, hoặc là những cái thẻ thì sẽ rất khó các thầy cô. Đấy. Thì nó không giúp học sinh nhìn thấy cái hình ảnh trực quan. Đấy là cái đầu tiên. Có chạy được không? Đúng lẽ có thử chạy được. Vấn đề máy móc. Đấy là cái thứ nhất. Hoặc là các thầy có biết là chúng ta có cái bài ở lớp 4 là có cái bài về đo góc, về đơn vị đo là độ. Ôi, mà nhất là phải giới thiệu cái thước đo góc. Chúng tôi đã đi giờ thấy học sinh cấp 2 cũng sắp đi, chứ không phải là thế. Nếu bây giờ mà chúng ta cứ nói chung ở trên bảng thì học sinh sẽ rất khó, đúng không ạ? Mà chúng ta phải dạy học sinh cách sử dụng thước đo góc. Ví dụ cái thân của cái thước ấy đặt vào đỉnh góc ra sao, vân vân. Nhưng mà với cái học liệu, cái công cụ điện tử mà nó đặt ở trong cái trang web chương trình mới.com là các thầy cô sẽ thấy sử dụng rất tốt. Rất tiếc là hôm nay là cái video này là máy móc nó có trục trặc. Thế ngay thử là tôi không trình chiếu của các thầy cô được. Thì các thầy cô xem ở trên chương trình mới.com nhé. Và hoặc là các sở thì cũng nên yêu cầu VP họ gửi các đường link để chúng ta sử dụng. Bởi vì là chúng tôi có những công cụ, những học liệu để dạy số này, để dạy hình này, dạy đại lượng này, dạy đo lường này, dạy đặc biệt là xác suất thống kê. Xác suất thống kê, các thầy hiểu. Và dùng con xúc xắc này,
hay là dùng cái lồng xu tung sắp ngửa. Vậy sắp xuất tương kê là nó phải giúp học sinh hình dung ra được cái quá trình ngẫu nhiên, cái tất nhiên nảy sinh ra trong cái quá trình ngẫu nhiên. Xin thưa các thầy cô. Thế bây giờ, bởi vì tôi hết giờ rồi, mà trân trọng giới thiệu với các thầy cô sang một tiếng Việt, thì cô Đặng Kim Nga sẽ trao đổi với các thầy cô. Tôi rất xin lỗi, bởi vì là cái phần hay nhất, phần ứng dụng công nghệ, thì hôm nay lại máy nó không nghe lời mình. Được không? Xin chào các thầy cô và xin hẹn gặp lại.